Cô Xuân chào các con. Bây giờ cô Xuân sẽ hướng dẫn các con làm bài ôn thi học kỳ 2 dựa theo đề cương của trường trung học, trường tiểu học Phước Thiền 1 nha. Thì bây giờ các con có thể nhìn thấy là trong phần ôn này chúng ta sẽ có những nội dung như sau. Phần đầu tiên là speaking, thì cô giáo các con sẽ cho các con là làm một phần speaking gồm có 3 phần. Sẽ chỉ định các con đọc từ vựng của bài unit 1 đến bài unit 12. Thường nó nằm ở lesson 1 và lesson 3 ha. Các con cái phần đọc từ vựng này cô Xuân sẽ đọc mẫu cho các con để về nhà các con đọc theo. Thì cái clip này cô Xuân sẽ ghi âm ở một cái clip rồi các con dựa vào đó và nghe luyện tập đọc thêm ở nhà nha. Phần số 2 đó là trả lời các câu hỏi này. Bây giờ cô Xuân sẽ hướng dẫn con làm trả lời các câu hỏi. Phần số 3 là đọc bài hội thoại từ unit 7 tới unit 12. Cái phần số 3 và phần số 1 này cô Xuân sẽ làm trong cùng một video clip. Sẽ hướng dẫn các con đọc từ vựng và cả đọc đoạn hội thoại luôn cho các con nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vô cái phần đầu tiên, đó là trả lời các câu hỏi. Các con lưu ý là ở đây giáo viên chỉ cho 3 câu hỏi nhưng mà thực tế trong cái suốt chiều dài bài unit 7 tới unit 12 á thì chúng ta không phải chỉ có 3 loại câu này không đâu. Thì các con có thể sẽ có thêm một số mẫu câu hỏi về nơi chốn chẳng hạn, học hoặc là hỏi về nghề nghiệp, công việc nữa chứ không phải là chỉ có 3 mẫu câu này không nha. Rồi, thì bây giờ các con sẽ nhìn cho cô Xuân nè, 3 mẫu câu này. Câu đầu tiên, What are you wearing? What are you wearing? Nó có nghĩa là gì ta? Nó có nghĩa là bạn đang làm gì và bạn đang mặc gì? Bạn đang mặc gì? Ok. Thì trong trường hợp này các con chỉ cần trả lời những cái đồ mà các con đang mặc á. Thì ở đây cô Xuân có làm mẫu với con một số câu trả lời rồi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có, nếu như con đang đứng trả lời với cô giáo của con ấy, là con đang mặc một bộ đồng phục của trường con, thì con sẽ trả lời cho cô Xuân cái phần này nha. Đợi cô xíu. Đó là nếu con đang mặc bộ đồng phục thì con sẽ trả lời câu đầu tiên, I am wearing my school uniform. Again, I am wearing my school uniform. Được chưa? Có nghĩa là mình ha, hoặc là em. Khi mà trả lời cô giáo thì chuyện đó là em, nhưng mà không quan trọng tiếng Việt tại tiếng Anh nó chỉ là chữ I mà thôi. Em đang mặc bộ đồng phục của trường. Được chưa? Rồi câu số 2 các con sẽ trả lời là I am wearing a white shirt and dark blue trousers. Cô Xuân đọc lại nha. I am wearing a white shirt and dark blue trousers. I am wearing a white shirt and dark blue trousers. Vậy trong trường hợp này cô Xuân sẽ dịch mỗi câu này là gì đây? I am wearing có nghĩa là mình hoặc là em đang mặc a white shirt, đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng ha. Và quần tây, trouser là quần tây nha. Trong trường hợp này con lưu ý trouser luôn luôn có hai ống phải có S, và quần tây màu xanh đậm. Dark blue là màu xanh đậm. Được chưa nào? Rồi bây giờ các con sẽ qua phần kế tiếp cho cô Xuân câu số kế tiếp. What time is it? Thì bản thân what time is it thì giáo viên sẽ phải chuẩn bị trước một số các cái câu hỏi về thời gian. Thì ở đây giáo viên sẽ đưa cho con những cái đồng hồ hoặc là những cái giờ giáo viên con đã chuẩn bị trước giống như Miss Xuân vậy đó. Thì ở đây các con nhìn thấy là cô đã chuẩn bị cho các con hay nào. Rồi ở đây chúng ta có những cái giờ này ha. Rồi, ở đây cái cách nói giờ nguyên mình sẽ nói là nếu như giáo viên hỏi con what time is it, giáo viên sẽ chỉ vô một cái đồng hồ hoặc cái giờ của chúng ta là 8 giờ thì chúng ta thấy được đây là giờ nguyên. Con sẽ trả lời cho cô Xuân là lúc nào cũng là is đứng đầu câu. It's 8 o'clock. O'clock nó là giờ nguyên nha. It's 8 o'clock.
It's 8 o'clock. Nó là cách trả lời giờ nguyên hoặc là giờ đúng không có qua lố phút á. Câu kế tiếp cho cô: nếu như cái kim phút của chúng ta chuyển từ số qua từ tần số 1 cho tới số 6 thì chúng ta sẽ xài cái cấu trúc past cho cô nha. Ở đây mình thấy được là 9:10. 9:10 là cái giờ nó có cái kim phút nằm ở vị trí số 1 trên cái đồng hồ, thì nó phải xài cấu trúc past. Mình sẽ nói là 9:10 là gì đây? Mình nói phút trước, đó là 10, giờ sau, past 9. Cô Xuân đọc lại nha. It's 10 past 9. Again, it's 10 past 9. Rồi, phần kế tiếp. Nếu như theo kiểu của Mỹ thì người ta sẽ nói nhanh gọn lẹ, đó là con đọc theo từng số cho cô. It's 9:10. Đọc giờ trước, phút sau. Còn nếu đọc theo kiểu Anh với cái cấu trúc past thì các con lưu ý phút trước, giờ sau. Đọc lại nha. It's 10 past 9. It's 9:10. Cái ví dụ số 3 của chúng ta đó là 10:15. Ở trong trường hợp này mình sẽ có đó là 15 phút cũng nằm ở cái cấu trúc past. Vậy là it's a quarter past 10. Again, it's a quarter past 10. It's a quarter past 10. Cái này là nếu như bạn nào mà đọc là quarter là sai, hoặc là water là cũng sai nha con. Cố gắng đọc cho cô là it's a quarter past 10. Rồi lưu ý cho cô nhé. Cấu trúc này 15 phút không đọc là 15 past 10 mà phải đọc là a quarter. Rồi, cách kiểu của Mỹ thì đọc phút giờ trước phút sau và đọc ở dạng như là số bình thường thôi. Đó là it's 10:15. Cô sẽ đọc lại. It's a quarter past 10. It's 10:15. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua ví dụ kế tiếp. Đó là 11:30. Tới cái phút ở 30 phút đó, thì chúng ta vẫn xài cấu trúc past bình thường nha. Và lưu ý cho cô không xài 30 phút là 30. Và chúng ta sẽ xài cho cô là a half, được chưa? Những bạn nào ở trong lớp thì cô Xuân đã ôn cái phần này rất kỹ rồi. It's a half past 11. Again, it's a half past 11. Ở trong trường hợp này, con lưu ý, mình có phút của mình 30 phút, mình sẽ chuyển thành là a half. Cấu trúc 30 phút vẫn xài past. Giờ sau đó là 11:11. It's a half past 11. Và mình thấy được cái cấu trúc ngắn gọn của Mỹ đó là it's 11:30. It's 11:30. Đối với Mỹ thì cái đọc số bình thường thì được xài 30 nha. Tiếp tục cho cô câu số kế tiếp 2:40. Thì các con lưu ý trong trường hợp này cái số phút của chúng ta không còn nằm ở bên cái nửa kim đồng hồ từ số 1 tới số 6 nữa. 2:40 có phải cái kim phút chúng ta đang ở số 8 không? Vị trí số 8 trên đồng hồ. Vậy thì chúng ta sẽ xài cái cấu trúc là to. To hay còn gọi nó là gì con? Đó chính là kém đó, giờ kém. Thì 2:40 phút có phải là 3:20 không? Vậy số phút của mình là 20, câu sẽ để đứng trước. Và chữ kém trong tiếng Anh đó là cấu trúc to, sau đó là 3 nhé. 2:40 phút hay còn gọi là 20 phút nữa là 3 giờ. 3:20. Bây giờ mình sẽ đọc cho cô theo kiểu Anh trước nào. It's 20 to 3. It's 20 to 3. Cách kế tiếp theo ngắn gọn của Mỹ thì mình cứ đọc cho cô là it's 2:40. Dễ không nào? Đúng không? It's 2:40. Thì tùy theo bài nói của giáo viên cho nên chúng ta phải ôn cả hai cái nha. Nếu chỉ ôn một cái đơn giản thì khi cô đọc phức tạp các con sẽ không nghe được. Đọc lại cho cô nào. It's 20 to 3. It's 2:40. Ok. Mình có cái giờ kế tiếp đó là 3:45. Thì các con thấy được nó vẫn nằm ở bên cái số 9. 45 phút là nằm ở số 9, tức là nằm ở nửa kim đồng hồ còn lại, nửa góc đồng hồ còn lại. Thì chúng ta xài cấu trúc là kém, giờ kém là to. 3:45 có phải nó là 4:15 không nào? Vậy thì chúng ta sẽ nói phút trước cho cô. It's a quarter to four. It's a quarter to four. It's a quarter to four. 15 phút nữa là 4 giờ hay là 4:15? Và chúng ta nói theo kiểu Mỹ thì người ta sẽ nói vẫn trật tự bình thường. Đó là it's 3:45. It's 3:45. Được chưa nào?
Bây giờ cô Xuân qua cái số kế tiếp đó chính là gì nè? 4 giờ 55. Thì 55 thì nằm ở trên số 11 của cái đồng hồ, thì nó vẫn nằm ở cái nửa còn lại của cái đồng hồ chúng ta sẽ xài, đó là 2, có nghĩa là gì các con? À kém. Thì chúng ta sẽ thấy là it's 5 to 5, đó là cái câu này cô Xuân đã nói ra. Nhưng mà làm sao ra được 5 to 5 các con? Chúng ta thấy 4 giờ 55 có phải nữa là 5 phút nữa là 5 giờ không? Hay còn gọi là 5 là 5 phút, là đến 5, 5 phút nữa là đến 5 giờ. Vậy mình sẽ đọc cho cô lại nào. Is 5 to 5. Được chưa nè? 5 giờ kém 5. Cách thứ hai mình sẽ nói đó chính là is. Rồi, đọc theo kiểu Mỹ vẫn là 4 và số 50 là 50 và cái số 5 là 5. Is 4:55. Cô Xuân đọc lại nha. Number 1. It's 8 o'clock. Number 2. It's 10 past 9. It's 9:10. Number 3. It's a quarter past 10. It's 10:15. Các con cùng đọc theo cô nha. Number 4. It's a half past 11. It's 11:30. Number 5. It's 20 to 3. Is 2:40. Is a quarter to 4. Is 3:45. The last one is 5:25. Is 4:55. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài về What's the weather like? Thì bài này giáo viên của con cũng sẽ chuẩn bị trước một số cái hình vẽ và giáo viên sẽ đưa hình cho các con xem để các con có thể trả lời cho giáo viên biết được đó là mùa gì. Thì đây cô Xuân cũng chuẩn bị cho các con sẵn ha. Ở đây các con nhìn vào trong cái bài này nhé. Ở đây cô Xuân có cho sẵn một số cái từ vựng về thời tiết ở đây. Các con cùng ôn lại với cô nha. Rainy. Rainy. Đó là trời nhiều mưa. Cloudy. Cloudy là trời nhiều mây. Sunny. Sunny là trời nhiều nắng. Windy. Windy là trời nhiều gió. Snowy. Snowy nó là trời nhiều tuyết rơi. Stormy. Stormy nó là trời nhiều bão tố, kiểu như là sẽ có sấm sét rồi đó các con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào từng hình và chúng ta sẽ trả lời nha. What's the weather like? What's the weather like? Ông mặt trời chiếu sáng, vậy đây có phải là sunny không nào? Ok, thì chúng ta sẽ điền ở đây là sunny. The next one. What's the weather like? What's the weather like? Cô bé này cầm cái ô đứng dưới mưa thì trời này là nhiều mưa. Rainy, it's rainy. Next, đây dễ hai đám mây thì nó sẽ là gì đây? Nhiều mây nha. Vậy thì trong trường hợp này nó sẽ là gì đây? Is cloudy. Is cloudy. Được chưa nào? Rồi các con nhìn qua phần kế tiếp cho cô. Đó là bức tranh ông này đang thổi, tức là ông ấy đang tạo ra gió đúng không? Thì mình sẽ trả lời cho cô là is windy. Is windy. What's the weather like? Đây là có nhiều mây, có mưa rơi và có cả sấm chớp. Thì đó là một cơn bão, người ta sẽ đọc là It's stormy. It's stormy. It's. Bây giờ có thấy những bông tuyết không? Những bông tuyết đây. Đó, đây là tuyết rơi. Thì những bông tuyết thì sẽ đọc là It's snowy. It's snowy. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cho cô nha. What's the weather like? It's sunny. What's the weather like? It's rainy. What's the weather like? It's cloudy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's stormy. What's the weather like? It's snowing. Rồi, vậy là chúng ta đã ôm xong 6 cái tính từ mô tả về thời tiết nha.
Và cô cũng hy vọng là các con sẽ nhớ hết những cái nội dung này. Và một hồi nữa cô Xuân sẽ gửi cho các con cái clip đọc bài hội thoại sau nhé. Phần listening thì phần này nghe và đánh số, những phần này là tùy theo bài của giáo viên ra rồi. Cô Xuân không thể nào hướng dẫn trong phần listening này được ha. Reading and writing thì các con cũng thấy được là cũng có những dạng bài tập này. Rồi, kiến thức cần ôn thì chúng ta lưu ý là tất cả đều nằm trong cái phạm trù là bài tập của Unit 7 to 12 hết nha. Bài 7 tới bài 12 nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ coi cho cô qua phần bài tập nào. Bài tập. Bước đầu tiên đó là circle control the odd one. Có nghĩa là khăn tròn cái từ vựng mà gì? Nó bị thừa, tức là nó không cùng cái nhóm đó ha. Mình có snowing. Snowing có nghĩa là tuyết rơi. Hot. Mình có nó là nóng. Raining. Nó là mưa. Hay còn gọi là đang mưa. Và hàng kế tiếp mình có nó là gì? Coat. Coat. Nó là áo khoác dài. Vậy các bạn thấy với cô một điều là gì các bạn nha? Trong các cái từ vựng này thì chúng ta thấy hàng nào sẽ cùng một cái nhóm nha. Khoanh tròn vào từ khác loại. Snowing có nghĩa là tuyết đang rơi. Hot nó là trời nóng, cũng nói về thời tiết đúng không? Raining nó là trời đang mưa, cũng nói về thời tiết. Nhưng coat nó là cái áo khoác thì nó sẽ là đáp án của chúng ta nha. À, tại vì nó nói không nói về cùng chủ đề với thời tiết mà nó nói về cái đồ vật coat. Mình có hàng kế tiếp, number two, fly a kite, thả diều. Mình có hàng kế tiếp, B, là windy. Thì nó là gì các con? Nhiều gió, windy, nhiều gió. Ok, numbers, the next letter C, go outside, đi ra ngoài. Mình có câu D là make a snowman. Make a snowman đó là làm hình ông tuyết. Làm hình người đàn ông bằng tuyết đi. Rồi mình có cái câu hai này, những cái hàng nào nó khác nè em? Thả diều nó là một động từ. Windy nó nói về thời tiết. À, tức là thả diều thì phải có gió đúng không? À, và thả diều thì chúng ta sẽ phải là gì con? Đi ra ngoài. Cái việc thả diều nó sẽ không liên quan tới cái việc là làm ông già tuyết đâu nha. Vậy đáp án của mình sẽ là câu D. Shirt nó là gì các em? Nó là áo sơ mi. Áo sơ mi. 2 o'clock, 2 giờ chiều. 2 giờ. Jeans, đó quần jean, quần. À, còn thằng boots, đó là gì? Đôi giày ủng á các con, đôi giày ủng. Thì hàng trong tất cả mấy cái hàng này thì chỉ có một mình bạn 2 o'clock là bị lạc quẻ thôi. Bạn ấy như thế nào đây các em? Bạn ấy đang nói về thời gian, được chưa nào? Câu kế tiếp cho cô. Vậy cái nhóm là số 3 đó là áo sơ mi, shirt, jeans and boots. Nó nói về đồ dùng mặc ha, hoặc là đồ mình mặc lên người á. Number 4 mình có scarf, nó là khăn choàng. Snowing là trời tuyết đang mưa, tuyết đang rơi. Pants nó là quần tây và skirt nó là gì? Váy, được chưa nào? Vậy thì sau khi mình dịch ra thì mình thấy cái anh chàng nào nó lại không thuộc về cách từ xây dựng nghĩa của những từ còn lại á con? Đó là từ snowing đúng không? Scarf khăn choàng cổ, pants nó là quần tây, skirt váy ngắn, tất cả đều là đồ quần áo mặc. Ok. Thực ra pen này nó là quần tây nhưng mà dạng nó là quần bó sát đó con, quần dài. Quần dài cũng được, được quần dài cũng hiểu à. Rồi vậy lưu ý cho cô nhé, snowy nó là tuyết rơi, còn này là khăn choàng cổ. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là câu snowing vì nó không thuộc về cái nhóm quần áo. Câu kế tiếp cho cô. Does he work in a school? Anh ấy có làm việc trong một ngôi trường hay không? Đó là câu hỏi nha. Thì nhìn trong đây cho cô, mình thấy có cái hình xem cứu thương đi tới á, thì đây không phải là cái hàng trường học mà đây là một cái bệnh viện. Vậy mình sẽ trả lời là no gì các con? No he doesn't. Được chưa? Mình trả lời cho cô là he gì?
No, he doesn't. Thì thường giáo viên sẽ bắt các con trả lời thêm ấy, tùy theo giáo viên nha. Tùy theo giáo viên có thể bắt có thể không. Thì các con lưu ý cho cô là cô cứ hướng dẫn là làm đầy đủ đi. Còn giáo viên nếu có yêu cầu thì mình sẽ nói thêm. Còn không thì mình sẽ ngưng lại. No, he doesn't. He works. He works at a hospital. Ok, đây có xe cứu hỏa, có cái bệnh viện cao tầng đây. No, he doesn't. He works at a hospital. Number one. Vậy thì câu này con sẽ thấy được câu này trả lời mình sẽ là gì? No, he doesn't. Câu số 2. What are you wearing? What are you wearing? Thì mình sẽ thấy là gì đó con? Bạn đang mặc cái gì? Thì câu số A nó trả lời là he is, có nghĩa là anh ấy đang mặc một cái áo sơ mi là sai. Người ta hỏi bạn đang mặc cái gì phải trả lời là I am. Câu B có I am ở đây. I am wearing a shirt, tôi đang mặc một cái áo sơ mi. She is wearing a shirt. Cô ấy đang mặc một cái áo sơ mi. Vậy trong trường hợp này he với she không đúng thì có là gì? I am. Câu kế tiếp. Chúng ta có gì con? It's cái gì đó, let's go outside. Trời như thế nào đó chúng ta hãy đi ra ngoài đi, thì trong trường hợp này phải là trời gì nắng lại thì chúng ta mới đi ra ngoài chứ đúng không? À là it's sunny, let's go outside, thì chúng ta sẽ chọn be sunny. Raining là mưa và snowing nó là tuyết rơi. Câu số 4, our student này không có s nha, student thì không có s cho nên đây là chủ từ số ít, thì chủ từ số nhất chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Đó là câu A. Rồi, còn cái thằng were bốn chữ này nó là chủ từ số nhiều nha. Và were bốn chữ thêm not đọc thành weren't cũng đi với chủ từ số nhiều. Không chọn được. Câu số 5 cho cô. What's the weather like today? Hôm nay thời tiết trông như thế nào? Thì con sẽ trả lời sao? À, con có thể thấy nhìn rồi trời cho cô. It's rainy. Trời cũng đang chuyển mưa đó. Đúng không? Là trời trời mưa nhiều. Trời mưa nhiều. It's in May, nó là vào tháng 5. Người ta đang hỏi weather, mình trả lời nó vào tháng 5 là không ổn nha. On foot có nghĩa là đi bằng chân hay còn là đi bộ. Người ta hỏi thời tiết, thế câu A là phù hợp nhất. What is he wearing? Anh ta đang mặc cái gì? Thì đương nhiên chủ đề phải là anh ta, được chưa? Cái thứ hai nữa mình đang hỏi là gì con? À, anh ta đang mặc cái gì? Có phải đang chia hiện tại di chuyển không? Đúng, đang chia hiện tại tiếp diễn thì bài của chúng ta cũng phải bắt đầu với cái việc chia hiện tại tiếp diễn. Chủ từ cộng am is a cộng gì các con? Ok, thì chúng ta thấy được là chỉ có mình cái cấu trúc là he is wearing green shirt. Green skirt là đúng rồi ha. Câu này bị thiếu chữ ở không? She is wearing a green skirt. Được chưa? Sorry, cô. He is Câu này cô thấy cũng hơi có gì đó, nó cũng hơi hơi sai sai nha. Đó là anh ấy đang mặc gì? Thì câu hỏi là anh ấy thì chỉ có câu A với câu C là đúng nè. Nhưng mà câu A nó chia were là ở quá khứ. Were này đang là ở cột 2. Cho nên là chúng ta thấy được là chúng ta không chọn được câu này. V2ED chia quá khứ chúng ta không chọn được. À, anh ấy đang mang giày màu đen. Câu B mình có chữ C là người ta hỏi hi thì mình trả lời hi cho nên chữ C này là sai. Và câu này trả lời cô ấy làm việc trong một ngân hàng không phù hợp với câu hỏi nữa. Thì ở đây nó đang hỏi về hiện tại tiếp diễn thì dựa theo câu trả lời là hiện tại tiếp diễn của Xuân ghi ở đây. Các con thấy câu D là phù hợp. Tuy nhiên khi dịch ra thì cô thấy là anh ấy đang mặc một cái váy màu xanh thì thấy có vẻ là đề này có thể là nó bị đánh máy sai ở chỗ nào đó nha các con. Rồi. Các con qua phần số 7 cho cô. Listen to the singer. Listen to the singer có nghĩa là lắng nghe cái ca sĩ đó hát. Thì ca sĩ hát thì có phải là họ đang chơi cái gì đó không? Câu A cô Xuân dịch cho con xem coi mình thấy câu nào phù hợp mình chọn nha. Câu A. À,
Rồi, ở đây các con thấy được là câu A, they are playing music. Họ đang chơi nhạc. Câu B, bạn đang gì? Bạn đang ngủ. Câu kế tiếp, cô ấy đang quẩy hát rất giỏi. Rồi, ok. Bây giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ coi cho kỹ nha. Câu này sẽ có phần 7. Lắng nghe ca sĩ kìa. Rồi, thì nếu như là họ đang chơi nhạc, con thấy được cái singer của chúng ta đang là số ít nha. Singer là một người ca sĩ thôi. Mà cái câu A đó là họ đang chơi nhạc. Nghe có vẻ là hợp lý đó. Nhưng mà chữ đây này nè, các con sẽ thấy được là gì các con? Đang chia họ là số nhiều, trong khi cái bài ở trên là đang cho số ít, cho nên câu A là không hợp ha. Câu B, bạn đang ngủ, thì câu này không hợp nghĩa, chúng ta sẽ bỏ câu B đi nha. Rồi, câu A bởi vì sai cái chữ đây đó, cho nên là cũng vậy, sai câu A luôn rồi. Bây giờ còn lại là câu gì thôi, câu C, she sings very well, cô ấy hát rất giỏi. Nghe lắng nghe ca sĩ kia, cô ấy hát rất giỏi, hoặc là cô ấy hát rất là hay. Vậy thì chúng ta thấy được cô ca sĩ là một người, mình chọn C, sings very well là hợp lý nha. Câu kế tiếp. Look at the, nhìn vào, look at là nhìn vào cái gì đó. They are talking about the weather. À, ở đây cái chữ weather với các con này chắc cũng là do nhầm, đánh máy nhầm thôi. Weather là danh từ không đếm được, cho nên không phải là có S ở đây được nha. They are talking about the weather, có nghĩa là họ đang nói về thời tiết nha. À, ở đây các con thấy là look at the thì đương nhiên phải nhìn vào câu A. Invitation đó là lời mời. Dịch lại nào, nhìn vào cái lời mời kìa, họ đang nói về thời tiết. Có hợp lý không? Không nha. Câu B, guest đó là vị khách mời. Vị khách mời nghe có vẻ hợp lý đó. Nhìn vào cái vị khách mời kìa, họ đang nói về thời tiết. Nghe cũng có vẻ là hợp lý đó, nhưng câu này cũng đang bẫy các con đó, bởi vì cái chữ đây này có nghĩa là họ nè, mà chữ họ tức là nhiều người đúng không nè, và chúng ta lưu ý chữ guest này không có thêm s, tức là guest này đang số ít, vậy mình không chọn được nha. Câu C mình có foreigners, nó là những người nước ngoài, được chưa? Rồi, những người nước ngoài, chúng ta có cái câu này. Họ đang nói chuyện về thời tiết, gì có phải là số nhiều không? Và những người nước ngoài cũng đang số nhiều nè. Hợp lý quá đi chứ. Vậy mình sẽ chọn câu gì? Câu C. Bây giờ các con, nãy giờ có mấy câu cũng 7 trong phần đáp án rồi. Đi thi các con để ý cho kỹ phần số ít số nhiều cho cô nha. Câu số 9, look at my sister, nhìn vào chị gái của tôi. Thì my sister là chị gái thì không thể nào nó là his được. Đúng chưa? Anh ấy đang chụp ảnh là sai. Cô ấy đang ăn bánh kem. Câu này có cô ấy nghe hợp lý nha. Rồi, cô xin chọn trước nào. Câu C, đây là họ, họ đang nói chuyện. Tự nhiên ở trên đề là nhìn vào chị gái của tôi, mà đây là họ là bị sai đề rồi. Chúng ta sẽ bỏ luôn câu C, mình sẽ chọn câu B. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần kế tiếp. Đó là giáo viên sẽ cho các con một số câu người ta đã, giáo viên đã đảo cái vị trí của các từ. Nhưng mà số từ đã đầy đủ rồi nha các con, không cần thêm gì hết. Bây giờ chúng ta chỉ cần lưu ý các dạng câu và chúng ta sửa bài, chúng ta đưa nó vào đúng trật tự thôi. Bây giờ bắt đầu mình sửa lại cái câu này sao cho đúng. Để ý cho cô phần quan trọng nhất của câu này đó chính là dấu chấm hỏi. Được chưa? Dấu chấm hỏi của phần này chúng ta thấy nó nằm dần dần luôn. Thì chúng ta phải để cuối câu cho cô dấu chấm hỏi. Được chưa? Rồi, cái thứ hai đó là đâu? Câu hỏi thì phải có cái gì bắt đầu đó con? WH đứng đầu thì nó sẽ là gì? Where. Đúng không? Rồi, câu hỏi thì chúng ta sẽ có trợ động từ đứng kế tiếp thì nó sẽ là gì? The, xong mới tới chủ từ là he, sau đó là work. Câu này đầy đủ là anh ấy làm việc ở đâu? Work là làm việc. Câu kế tiếp cho cô nhé. Bây giờ chúng ta có câu số 2. Câu số 2, câu này không có dấu chấm hỏi trong bài. Vậy câu này là câu kể bình thường thôi, câu dấu cộng bình thường. Thì chủ từ của chúng ta phải bắt đầu bằng chữ my.
Mai thì phải là Mai Trát đúng không nè, ba của tôi. Ba của tôi thì sau đó là cộng động, động từ liền giúp cô. Làm việc là động từ, vậy thì là My dad works. Nhớ ha, my dad là số ít cho nên động từ phải là works. Sau đó là làm việc ở đâu thì phải là giới từ in the store. Ba của tôi làm việc ở cửa hàng. Rồi nha. Vậy là chúng ta xong câu số 2 luôn rồi đó. Chúng ta qua câu kế tiếp. Câu số 3. Đứng đầu câu là cái từ giáo viên con đã in đậm rồi, đó là put. Thì put chúng ta hay có hai cụm, đó là put on, có nghĩa là mặc vào. Put on your coat, mặc áo khoác của bạn vào đi. Mặc áo khoác của bạn vào đi. Chúng ta qua hàng kế tiếp nào. Ôi, câu này không cần phải tô đỏ. Rồi ok, câu số 4. Câu này chúng ta thấy không có dấu chấm hỏi trong bài và đứng đầu sẽ là chữ don't. Don't đứng đầu câu nó giống như câu mệnh lệnh với các con. Thì don't cộng V1 cho cô. Don't put. Put là đặt ha. Sau đó chúng ta phải đi kiếm coi cái chữ put này có giới từ hay không. Bởi vì put thường hay đi với on hoặc là put off. Được chưa? Put on có nghĩa là mặc hoặc đội hoặc là mang vào cái gì đó. Don't put on your hat, có nghĩa là không có gì các con, không có đội nón nha, không có đội nón. Don't put on your hat, không có đội nón, hoặc là đừng đội nón của bạn. Đây là câu mệnh lệnh nha các con. Rồi câu kế tiếp cho cô, câu số 5. Câu này câu hỏi và câu này quá trời quá đất dễ luôn nào. Đây là câu hỏi thì đương nhiên đứng đầu sẽ là gì? What's the weather like? What's the weather like? Thì câu này chúng ta gặp nãy rồi rất là nhiều lần ha. What's the weather like? Nó có nghĩa là gì các con? Nó có nghĩa là thời tiết thì như thế nào? Đang chi hiện tại thì chắc chắn là thời tiết ở hiện tại thì như thế nào nha. Ở đây cô Xuân cho cô một mẫu câu nó bằng nghĩa với what's the weather like. Nhỡ đâu cô giáo không thích cho what's the weather like, cô giáo cho cái gì? How's the weather thì sao, đúng không? How's the weather thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta làm, cũng là thời tiết hôm nay như thế nào. Câu này á không có chữ today, mình vẫn dịch được là hôm nay nha các con. Bởi vì trong tiếng Anh không nhất thiết là cứ phải có cái chữ đó xuất hiện trong tiếng Anh mình mới dịch đâu. Đang chi hiện tại đơn thì nó là thời tiết của ngày hiện tại rồi. Ok, này, hai câu luôn nha. Câu kế tiếp cho cô sáu, mình sẽ thấy điều gì các con? Đứng đầu đó là gì? It's. Thì đương nhiên là it is rồi đúng không? Thì sẽ nói là tính từ. Ngày hôm nay, thời tiết thì nóng và nhiều nắng. Hot and sunny. Hoặc con có thể viết ngược lại luôn, is sunny and hot. Thì trời hôm nay nhiều nắng và nóng. Được chưa nào? Không có gì hết, không có sai gì hết ha. Rồi câu kế tiếp cho cô nào. Wearing his chấm chấm shirt black. Thì trong trường hợp này các con lưu ý cho cô nha. Chủ từ của chúng ta phải ra đứng đầu câu thì là anh ấy, his. Khi mà con thấy he is thì lưu ý liên quan tới cái cấu trúc là hiện tại tiếp diễn thì phải cộng liên một động từ thêm in cho cô, đó là wearing, he is wearing. Anh ta đang mặc cái gì? Một cái áo sơ mi màu đen. Màu sắc sẽ luôn luôn đứng trước danh từ a black shirt.
He's wearing a black shirt. Anh ấy mặc một cái áo sơ mi màu đen. Câu kế tiếp nha. Câu số 7 cho cơm. Câu số 8 chứ, xin lỗi. Câu số 8. À, tôi rất là vui. I was happy. I was happy, câu này là có quá khứ đơn nha. À, lớp 3 mình có học quá khứ đơn rồi hả? I was happy. Rồi, tôi đã rất là vui. Và nãy giờ cô Xuân đã hướng dẫn cho con các con xong cái phần ôn tập này rồi nhé. Rồi, sau đó cô Xuân sẽ gửi cho các con cái bài tập về đọc ha, đọc của các cái phần từ vựng để các con có thể ôn tập thêm. Ok, phần đọc từ vựng unit 7 đến unit 12 nè. Và phần kế tiếp đó là đọc đoạn hội thoại từ unit 7 tới unit 12. Cô Xuân sẽ gửi sau nhé. Bây giờ cô Xuân chào các con.